Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán một chiếc máy cày Kubota 4708 các bạn. Dòng máy này thì dòng máy của Thái hả bạn? Dòng máy này của Thái phải không anh? Máy này của Thái phải không? Máy này 4708. Máy Thái. Cái này anh bán là trọn bộ rất là nhiều đồ. Lát nữa thì ảnh sẽ nói cho các bạn xem ha. Hiện tại thì mình thấy là dàn xới, bánh lồng, bánh bơi đó. Tất cả là máy này, tất cả là còn nguyên zin hết trơn các bạn. Cái máy này thì đấu trục bơ nữa đây. Cái trục bơ ha. Đây các bạn, ảnh sẽ dỡ cái cabo ra, ảnh nạp ra cho các bạn học cái tính đó. Này tất cả còn zin không anh? Không. Tất cả là 100% zin hết trơn không? Zin chạy được nhiêu giờ rồi? Ngàn sáu giờ ha. Ngàn sáu. Đây các bạn lên cho các bạn xem cái số giờ. Đây. Là 1600. Ngàn sáu trăm các bạn. Như các bạn thấy bên nội thất nè là còn rất là ok đẹp phải không, cực kỳ đẹp luôn. Cái này là ảnh tha dầu đó cho đến nên nó vô cho máy nó đóng bụi nè, các bạn thấy nè, thấy không, trên tay mình chỉ cần quẹt nhẹ cái là một đống bụi như vậy nè đó. Chứ nếu mà chùi bụi ra cái là như mới luôn đó. Máy đây rất là đẹp, từ trên tới dưới cái này là tại vì ảnh tha dầu của bạn, tha dầu rồi nó đóng bụi vô chơi lắm. Cái máy nè bạn thấy máy rất là khô ráo, rất là đẹp ha. Bánh giờ bánh bơi đây, bánh bơi đây, dàn xới đây, dàn xới có luôn cái dàn găng cặp bờ đúng không các bạn. Đây để nạp ra cho các bạn nghe cái tiếng máy. Mình đấy mình lên nạp cho các bạn xem hết là maximum nha các bạn. Cái này tại vì anh chỉnh ga đạp không lên nữa. Cái này anh chỉnh nằm đây rồi, đạp không có lên nữa các bạn. Cái này gọi mình bán cái gì với cái gì anh? Ra kể cho em nghe, tắt máy đi, bây giờ em quay cái máy chạy gì được rồi đó. Bán cái gì với cái gì? Bánh lồng, bánh bơi, miếng trang rồi cốc chặt luôn ha, khoan đường mưa luôn ha. Là tổng cộng bao nhiêu món rồi? 5 món. Luôn dàn xới luôn 5 món ha. Tổng cộng là bán 5 món đầu rồi thêm cái chiếc chẹt luôn. Nếu mà người ta mua cái máy không anh bán không? Bán vậy là ha, là bán trọn bộ là luôn cái chẹt mới được. Là cái giá bao nhiêu anh? 250. Rồi em thương lượng á. Rồi em cho em coi chiếc chẹt coi. Đó. Chẹt ngang như vậy nhiêu anh? Ngang 26 dài 8.5. 26 8.5 là cây gì? Cây sao vườn. Sao vườn ha. Đầu máy là đầu máy ủi gì ạ? Đầu máy ủi không có ấy, thằng em nó không chịu bán. Vậy là cái này không có đầu máy ủi ha. Lý do là mình không có thể nào mà cho các bạn xem ở bên dưới được, chỉ quay bên trên thôi. Cái này là giờ sau này còn ngon không anh? Này thì giá 250, máy này không có ha. Nói cho các bạn xem được biết. Vừa dí đi một cái chiếc máy cày. Đó. Giá 250 thì mình thấy là cái máy này anh em rất là dễ chơi ha bạn. Trọn bộ cái này là rất là dễ chơi, chỉ cần mua cái máy không mình ấy rồi. Còn cái chạc này không có giá trị là bao nhiêu đâu, chạc này tầm 20-30 triệu là hết cút rồi. Nếu mà anh em mà muốn sử dụng cái máy này mà muốn mà bán lại cái chiếc chạc này thì mình có thể đăng lên trên kênh của mình ha các bạn. Còn đó, cái đó là cái mình góp ý cho các bạn mua ha. Đồ có
rất là nhiều đồ, bán giá 250 là rất là dễ chơi ha. Anh em cần thì alo ha, có thương lượng. À, thì cái thương lượng thì mình theo mình nghĩ là cũng từ 5-10 triệu đó. Anh em tham khảo xem trực tiếp nói chuyện với chủ máy qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề để gặp ngay chủ máy ha bạn. Còn mình thì anh em có nhu cầu liên lạc qua bên kênh YouTube của mình bằng số điện thoại là 0352 915 395 các bạn. Đó là số của kênh YouTube mình. Còn anh em muốn mua cái máy này, muốn nói chuyện với chủ máy, trực tiếp với chủ máy thì mình liên lạc ha. Để mình xem sơ cái nữa cho các bạn xem ha. Rồi, đây. Đây là dè. Có xét này chút xíu thôi, chứ không lủng ha, không gì hết. Không lủng tại vì máy người ta chạy mà. Máy này thì đít đây, đít đóng phèn. Rồi với người ta mà xịt dầu vậy đó, người ta bảo dưỡng đó, thì nó bó đóng bụi. Môi. Bánh đằng trước. Các bạn. Rồi bánh đằng sau. Bánh này thì còn ok hết trơn, khỏi phải nói à. Rồi, đây là dưới lườn. Như mình đã nói đó thì nó có đóng phèn và đóng bụi. À, với cái nó là người ta xịt dầu á, là nó dính các thứ đó vô cho người ta mà phải xài chất tẩy vô thì nó ok, nó ra như mới luôn. Rồi người ta trang trang lại, người ta xịt nước sơn đồ lại thì mình không biết đâu hả bạn. Đó. Rồi anh em cần mua thì liên lạc qua số điện thoại ha, nằm ở trên tiêu đề để gặp ngay chủ máy trực tiếp ha. Đây ha bạn. Quá là ok ha. Chú quay cho các bạn xem cái bánh lòng. Bánh lòng anh đang đậy đây. À. Bánh lòng là mới luôn phải không anh? À, bánh lòng là mới luôn. Bánh lòng này như là quê dập thì phải à? À, đây là anh dùng quê dập các bạn chứ không phải là ấy à. Ừ. Thì các bạn xem này, như mới luôn bánh lòng. Ngang bề đứng nhiều anh. Bánh lòng á. Đứng cao lên gần mét ha, chịu đứng mét 2. 4,5 50 với 47 rồi chạy chung. Chạy chung ha. Ừ. À. Còn cái này là dán chặt đây hả? Chặt cái nó luôn, cốc chặt cái nó luôn hả? Đây cốc chặt khoan đứng. Rất là dày. Khoan đứng là ở đâu em coi coi. Có đây sửa lấy là khoan đứng là mình chỉ hút đó phải không? Rồi khoan đứng. Đó, là 5 món đồ. Với chiếc chặt luôn là giá là 250 có thương lượng, anh em cần thì alo ha, xem trực tiếp ha bạn. Nói chuyện với chủ máy trực tiếp cho nó vậy. Rồi bắt đầu anh đề lại cho các bạn xem. Cái máy đời là rất là ok. Rồi bắt đầu xong rồi đó bạn, anh chạy vô nè. Rồi vô luôn đi. Mới luôn. Dòng này rất là hiếm á bạn. Nhẹ sát hơn 5018. Máy của Thái. Rồi video của mình cũng đã dài các bạn, mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Anh em cần thì liên lạc qua số điện thoại để nói chuyện với chủ máy trực tiếp. Còn anh em này có nhu cầu bán đồ thì hãy liên lạc qua bên kênh của mình số điện thoại là 0352 915 395 các bạn.